chiều 28 tháng 9, mực nước triều trên sông Sài Gòn và các tuyến kênh lớn lên vượt báo động 3, tức mức 1m50, đã khiến nhiều khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh bị ngập, từ trung tâm thành phố ra tới vùng ven ngoại thành. Hàng loạt tuyến đường ngay giữa trung tâm quận 1 như Hồ Hảo Hớn, Cô Giang, Cô Bắc, Nguyễn Khắc Nhu, nước lên láng mặt đường, khiến nhiều người ngạc nhiên vì trời không mưa. Nhiều tuyến đường quận 4, khu vực Lò Gốm và các phường 12, 15, 16 của quận 8 ngập nặng, nhất là trong các con hẻm, khiến việc đi lại sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng do trở tay không kịp. Chiều bữa nay thì nó ngập quá, thì cô mới biết là nó mới tràn đi nhà, thì cô bữa nay để nó rút nước rồi cô mới xây lên. Chứ thôi để sáng mai ấy, nó ngập quá, lại tràn một cái nữa thì chết luôn, bao nhiêu đồ trong này nó ướt hết. Đợt chiều cường cuối tháng 9 này là theo chu kỳ nước lên cuối tháng 8, đầu tháng 9 âm lịch. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đợt chiều cường sẽ kéo dài từ ngày 27 tháng 9 đến hết ngày 2 tháng 10. Đỉnh chiều rơi vào ngày 30 tháng 9 với mức 1m70. Chiều cường xuất hiện vào lúc 5 đến 7 giờ sáng và từ 17 đến 19 giờ chiều.